Như hết khách vậy em. Nên chịu khó chút em nha, mụn nhiều lắm rồi.
Nhì xác rồi.
Ủa, Bảo em bao nhiêu tuổi Bảo? Dạ, 17. Bộ em bị mụn này lâu chưa? Dạ, lâu rồi. Nãy em đi qua với ai? Dạ, em đi mình. Em tự tìm hiểu rồi em qua chị hay là em Cái hay này mẹ em đưa em dân kêu qua. là mẹ kêu. Mẹ tên gì Bảo? Tên Hạnh. Nhanh chút nha. Ok. Còn trắng nữa ha.